bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày kính gửi lời chào thăm quý tín giả và kính gửi lời chúc mừng dành tặng cho tất cả những người cha nhân ngày lễ phụ thân. Xin Chúa ban phước để quý vị trải nghiệm một ngày lễ phụ thân thật phước hạnh và đáng nhớ với gia đình mình. Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Kathy Irving qua chủ đề Đôi mắt cha tôi. Ngày lễ phụ thân năm nay khiến tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm vì cha tôi đã qua đời từ lâu. Tôi ngần ngại nói về chủ đề này vì tôi không có nhiều kỷ niệm yêu dấu với cha của mình. Nhưng khi tin nhận Chúa cách cá nhân, tôi đã tha thứ cho ông vì đã bỏ mặc tôi. Và tôi nhận ra rằng ông cũng đã chịu nhiều đau khổ khi là một người không tin Chúa và là một người nghiện rượu. Tôi đã tha thứ cho cha tôi từ rất lâu rồi. Có lẽ cha cũng đã làm hết sức mình rồi. Tôi đã cầu nguyện cho những người mất cha vì sự qua đời, vì ly dị hoặc một dạng lạm dụng hay bỏ mặc nào đó. Hôm nay, ngay giây phút này, tôi biết mình có người cha tốt nhất, đấng luôn quan tâm đến lợi ích của tôi, đấng luôn muốn ban phước cho hết thảy chúng ta trong nhiều cách đặc biệt. Chúng ta cần nhận biết Chúa thật sự về Ngài muốn dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta học biết tình yêu và sự tốt lành của Chúa, nỗi đau mất mát và những nỗi buồn của quá khứ sẽ sớm phai đi. Khi tôi nhìn vào người khác, tôi cố gắng nhìn thấy họ qua đôi mắt cha thiên thượng của tôi, đôi mắt Ngài đầy nhân từ và giàu lòng thương xót. Là con gái của Ngài, tôi được thừa hưởng đôi mắt giống như thế. Tôi sẽ tiếp tục giúp người khác biết rằng Chúa muốn là cha của kẻ mồ côi. Và mặc dù tôi đã không ăn mừng ngày lễ phụ thân đã nhiều năm qua, thì năm nay tôi có thể ăn mừng tình yêu của cha thiên thượng dành cho mình. Mỗi ngày, tôi cố gắng chia sẻ sứ điệp này với những người có thể đã mồ côi cha trên đất hoặc những người không có ký ức đẹp nào với cha của họ. Khi tôi nhìn con trai mình, tôi thấy rất nhiều đức tính của một người cha tuyệt vời. Con trai tôi dành thời gian chơi với những đứa cháu, gọi nó là chú, là cậu, và nó rất yêu quý những đứa trẻ. Matthew chương 7 câu 11 hứa rằng: "Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?" Cha thiên thượng ban cho chúng ta nhiều phước hạnh. Đôi khi Chúa ban cho điều chúng ta cầu xin, và có những lần khác Ngài chỉ ban cho chúng ta điều chúng ta không mong đợi. Kinh Thánh nói rằng hằng ngày Chúa gánh thay những gánh nặng của chúng ta. Thi Thiên thứ 68 câu 19 chép: "Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi", tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Chúng ta cần nhận ra rằng Chúa có thể bù đắp cho bất cứ điều gì chúng ta thiếu trong quá khứ. Nếu bạn có một người cha tuyệt vời, hãy cho cha của bạn biết rằng bạn biết ơn ông ấy ra sao, chứ đừng bao giờ xem những điều đó là lẽ đương nhiên. Chúng ta cần tưởng nhớ những người cha vĩ đại đã về với Chúa. Đối với những người cảm thấy như thể cha của họ đã thất bại trong vai trò nuôi dạy con cái, đừng quên rằng bạn không phải là đứa con mồ côi. Cha thiên thượng đang tuôn đổ tình yêu của Ngài cho bạn mỗi ngày. Roma chương 8 câu 16 bày tỏ rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Là cha yêu dấu của con cảm ơn Chúa vì được gọi Ngài là Abba, là cha của con. Con cảm ơn Chúa vì yêu thương và tiếp nhận con trong gia đình của Ngài. Xin Chúa ban phước cho những người cha trong gia đình của Chúa. Nguyện Chúa dấy lên những người cha tin kính và khôn ngoan để trở thành người lãnh đạo của gia đình mình. Nguyện Chúa giúp chúng con cứ nương cậy Ngài và học nơi Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hôm nay là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình thương của chúng ta dành cho những người cha. Hãy trân trọng họ và khích lệ họ. Hãy cầu thay cho những người cha trong hội thánh để chúng ta nhìn thấy những người lãnh đạo tin kính cho gia đình và cộng đồng. Nhưng trên hết,
Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài là Cha Thiên Thượng, Đấng yêu thương chúng ta vô cùng. Xin Chúa cho chúng ta sống đẹp lòng Ngài và giúp nhiều người trở nên con cái Ngài. Nơi Gô-tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng, tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sáng, Ngài đã xuống dương trần. Hãy subscribe.